Re-action! Trên tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì? Sống cứ chết đam mê, những người tuổi trẻ tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì? Đã quyết cho nên nghi ngại. Chào mừng các bạn đến với reaction của Let Us School tập 10 và chúng mình là nhóm B336. Và đến với reaction ngày hôm nay thì thực ra cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là có chuyện tình của mình với thầy. Có chuyện tình của hai bạn thinner nữa đấy, mời bố mình coi đâu. Thấy rất là người thừa cho cuộc tình này. Thôi rồi, nào bây giờ chúng ta cũng bắt đầu xem phim nào. Reaction nào. Chưa xem thì đây à, em rất là thật của mình. Tôi không biết Cô phim mà đã tim. Trời, tôi nhớ trời ơi, xinh quá à. Cái này là sao? Trời ơi, dễ thương muốn chết luôn vậy á. Con gái trong tình cảnh đó ai mà chịu cho được. Cho nên là Mỹ Thi đồng ý luôn rồi. Đồng ý là bạn gái ông cậu ta á? Trời ơi, sao mà nhanh vậy được. Mỹ Thi chỉ là đồng ý là sau cái giờ học hai người đó sẽ đi chơi tìm hiểu nhau thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ thành cặp nhanh thôi à. Mà mong là Việt Thi sẽ sớm có bạn trai. Thôi, cái này là phải bao dạy rồi. Không phải được. Không được, không được. Trời ơi. Bây giờ em được biết là Hana nói gì sau lưng em cảm thấy Hana là người như thế nào. Em phải, cái tâm lý của em là người trong phim nha, không phải ngoài đời nha. Nếu như mà nếu như mà đặt tâm lý của em là người trong phim á, mà gặp Hana nói vậy chắc là kiểu rất là tức. Cái thứ nhất là tức, cái thứ hai là hơi kiểu sao ta, bị mặc cảm. Tại vì chị hiểu cái cảm giác, chắc là chị không hiểu được đó ha. Nó làm như nó trải đời hơn chị rồi. Chị còn non nớt lắm. Ý là hiểu cái cảm giác mà kiểu mình thích một người á, xong rồi kiểu có người thứ ba chen vào mà kiểu không phải là kiểu người ta sẽ làm giấu giếm mình mà kiểu làm lộ liễu hẳn một cái là muốn giành cái người đó của mình ấy, mà đâu mà còn kiểu thuê người đến rồi tỏ tình với mình rồi kiểu thật ra là đó là điều đó, một điều rất là quá đáng luôn ấy. Nếu đặt em trường hợp trong nhân vật về em sẽ đánh Hana đánh luôn. Trời ơi, trời ơi, đánh luôn. Sợ quá. Trong đây ấy, không, nhưng mà Việt Thi trong đấy rất là hiền nhưng mà ý là em cảm thấy nó là một chuyện rất là quá đáng. Nếu như mà là bạn em mà bị như vậy em cũng chạy là em mọi người sẽ... thấy không, đây là những phần reaction rất chân thật của Việt Thi nha, và mọi người có thể thấy là bộ mặt thật của Việt Thi rất là côn đồ và bạo lực, không có dễ thương hay là tôi cảm giác như tôi ngồi đây hơi thừa. Không, chị cứ ngồi yên để em nói, để em gặp trần bộ mặt thật của nó. Em ngồi vào giữa em, đây chị bây giờ mà không ngồi vào giữa là hai đứa đánh nhau luôn đấy. Ngồi vào không, nhưng mà ý là Việt Thi nói thật là kiểu cái cảm giác nó rất là khó chịu mà thật ra Việt Thi cũng chưa bao giờ Việt Thi thấy nó hơi bị giống như là cái người thứ ba này nó bị quá đáng quá ấy. Em không thích đâu. Đấy không, ok chúng ta xem tiếp nào. Thôi, mình nghiêm túc lại này. Bây giờ là trời ơi, khúc nó đẹp quá mà chị khúc nó cảm động mà nắm tay nhau chăm chơi chờ trên đường chúng ta bước đây. Bài đấy anh với Kenji song ca. Bây giờ nhá, mình đặt tình huống là ngoài đời đi. Chị cũng thích một người thầy giáo đẹp trai như thế đi.
đó xong rồi với xong rồi bỗng dưng một ngày mà mọi người đang hai người đang học riêng với nhau mà người ta cũng nắm tay chị như thế thì chị cái cảm xúc của chị nó như thế nào? Thì thực ra hỏi thích không á, thích không bị không mình trả lời mình nghiêm túc lại này, nghiêm túc anh bớt đau để anh bớt nghiêm túc đi đau thì biết trả lời là đâu thì thực ra thì thích có nghĩa là cũng thế phụ nữ anh đâu thể đuối được ra nè nó khó tôi cứ hiểu. Tưởng là trời ơi một hành động nhỏ nhưng mà cũng làm cho thương. Trái tim của một người rung động biết tại sao không không quan tâm thôi tao biết là đúng rồi đó đúng rồi ấy không sai cái à có sai chỗ nào thế sao chỗ này nè nhìn đắp núi vậy bà đi đúng rồi đó em làm được rồi đó yeah. Ê, không cần nào một hai ba yeah cái gì vậy, vậy chị cái gì vậy chị muốn sao vậy chị muốn dinh gian này chị muốn được vậy rồi rồi sao thôi nhưng mà đúng kiểu nhìn chằm chằm thầy ấy sao vậy thầy có sức hút lắm mà thầy đẹp vì mình ngắm thôi đây thầy cũng này thầy này cũng đẹp thầy cũng đẹp trời ơi bạn hiểu chưa rồi ạ thầy khôi thì ra là nãy làm tôi cứ đi tìm thầy mà trời ơi thầy này cái chiếc group của chị kìa sao ý làm sao đối thủ cạnh tranh mà em thì cạnh tranh mạnh thôi. Ủa thầy này cũng thích thầy Ly à? Thích mà. Này coi nè. Nói thầy nghe, tôi biết là thầy được rất là nhiều người thích thầy, nhưng mà thầy phải biết giữ cái hình ảnh của mình chứ, giữ khoảng cách với học trò, đúng không? Làm vậy á, coi chừng nó mất cái hình ảnh của trường mình, rồi là ảnh hưởng tới cái danh tiếng của thầy nữa. Tôi thích thầy tôi mới nhắc thầy. Trời ơi, người ta là con trai mà người ta còn thổ lộ trước cả chị. Chết rồi. Sao? Bây giờ chắc là phải đổi kịch bản là đi thổ lộ luôn chứ. Thanh lành mạnh. Cảm ơn lời khuyên của thầy. Nhưng mà thầy cứ yên tâm đi. Tại vì bạn ấy mới là học sinh mới chuyển tới đây thôi. Nên không theo kịp tất cả các bạn trong lớp. Tôi thì tôi muốn giúp bạn ấy thôi. Vậy thì được. Hy vọng là thầy giữ đúng cái bổn phận của mình. Thấy không? Chúc thầy thực tập vui vẻ. Tôi đi á. Thầy dịu. Vậy mình học tiếp nha thầy. Hôm nay thầy có việc phải đi. Mai mốt sau này em có bài nào khó em hỏi trực tiếp trên lớp luôn nha. Đừng có học chỗ này nữa. Bước đầu em hiểu khó anh đi em hiểu anh em đặt vấn đề với chị đi bước đầu của giai đoạn đau khổ này. Chị sau khi nghe em kiểu cái câu mà thầy nói vậy lần sau mình không học nữa mà em hỏi trực tiếp trên lớp đừng gặp thầy nữa đừng gặp thầy riêng thầy nữa thì chị nghĩ sao cuộc sống là luôn á coi như là mất đi một cơ hội để gặp riêng rồi đấy mình còn chưa kịp thổ lộ mà tự nhiên như kiểu thế này là từ chú khéo rồi còn gì nữa đúng rồi. Em nghĩ là chắc là tại một phần của thầy kia thích thầy. Cho nên là thầy muốn đáp em, thầy muốn đáp trả thầy kia. Hay quá em ơi. Thầy là cô chia tay ta là có người thắng cuộc rồi. Hóa ra là vậy. Yeah. Thế Hayley thông minh này quá khờ. Không biết được là mình có một trời ơi, y chang Hayley ngoài đời luôn. Không biết là nha, mối tình của hai đứa. Em cũng biết là con Hana xoáy em đúng không? Chị biết là hóa ra có người đứng sau lưng chị đó rồi. Ê, mấy tập sau chắc là nhờ nhóm bạn đang kiểu xử lý ông này kia. Kiểu thủ tiêu ông kia đi rồi. Coi này. Dạ. Cũng bóng đấy. Đi luôn này. Thế thế sao? Chị chưa xem tập này nhưng mà các bạn fan gửi rất nhiều ảnh mà chị học này xong có hai chữ quyết tâm trên đầu rồi đang trong group fan đi xong rồi có chị Ellie động lực hai chữ quyết tâm. Wow, nhìn buồn cười cực.
Nhưng mà đang không hiểu là cái đoạn này là quyết tâm học bài hay là quyết tâm làm cái gì nữa. Thà như nào? Thì em nhìn em sách vở không? Quyết tâm biết đâu mày mò sử sách để kiểu như là nghiên cứu về thầy hay là nghiên cứu về tình trường này nọ thì nghiên cứu làm thầy giáo, nghiên cứu trong sách hả? Ừ, chạy được luôn á, profile của thầy một đống là được không? Trời ơi, em nhìn này không, cái này là một công đôi. Em làm sao cứ phải phản là anh nhỉ? Em theo hai phe anh mà đúng không? Okay, đúng okay, không? Okay, okay, nào, 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 bắt đầu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em nói là anh gì đó. Em nói là anh gì đó. Em không phải làm gì luôn. Cái con gái này. Window này. Ngồi xuống. Nhưng mà nó đã ghét rồi thì nó ghét từ trong ra ngoài. Thôi để nó khác, mẹ con mệt quá. Không, ngồi xuống đi. Mẹ có chuyện muốn nói. Winner, cuối tuần này con với mẹ sẽ dọn qua nhà chú Kim ở nhé. Cái gì? Qua đó thì điều kiện sống của mình sẽ tốt hơn. Đúng rồi con, qua nhà chú ở mọi thứ chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng mà tại sao con phải qua đó? Con không qua không được đâu. Căn nhà này mẹ sẽ bán. Tại sao mẹ lại bán căn nhà này? Căn nhà này là của ba con mà. Ai cho mẹ cái quyền đó? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, quảng cáo hả? Nào, tiếp tục nào. Đang mặt tâm lý. Con và mẹ qua nhà chú sống. Căn nhà này nên bán để mẹ con có chút tiền để phòng thân mà. Cũng tại ông. Ông định nhăm nhe để mẹ tôi bán căn nhà này đi, xong rồi lấy tiền đó bỏ trốn đúng không? Ông đừng có mà mơ. Con nói với người lớn như vậy là hỗn đấy. Với người đàn ông này mà con phải lễ phép sao? Mẹ thấy xem, từ ngày ông vào đây, mẹ với con có ngày nào vui vẻ với nhau không? Loại người như này, con không đáng để lễ phép. Ông cút ra khỏi nhà ngươi ngay. Winner. Ôi. Thôi từ từ, bình tĩnh. Winner, tại sao em có thể nói với cả mẹ em như thế? Không, nhưng mà thực sự nó quá đáng. Nghe cho chú ấy cũng là người lớn mà, anh nghĩ sao vậy? Sao tự nhiên? Tại sao? Có thật đấy, đây hình như khai thật đi, đây là tâm lý thật. Ở nhà em có bao giờ gắt với bố mẹ em như thế này không? Không hề nhá, ở ngoài em là một người con luôn luôn là yêu gia đình, yêu ba mẹ và luôn luôn suy nghĩ về ba mẹ. Cái này là đạo diễn bảo mình diễn phải diễn thế nên làm sao mình làm trái được đúng không? Anh không thể nào nói người lớn là cút ra khỏi nhà tôi ngay được. Hổn lắm luôn, siêu hổn. Đúng rồi. Nhờ bị tát là đúng rồi. Đúng rồi, mẹ anh phải tát mạnh hơn anh. Đúng rồi. Cái lúc ở ngoài hậu trường là em nói thế xong thì em phải ra em xin lỗi chú ấy luôn. Tại vì em kiểu cảm thấy rất là ngại ấy, nhưng kiểu như là mình phải nói thôi. Trước đấy em tập lại với chú ấy, em cũng phải chú ấy có xin lỗi nha, tại vì cái này nha, chú bảo ok không sao, mà tại vì mình đã diễn xong, em diễn xong em đi ra em vẫn phải nói với chú là con xin lỗi nha, tại vì ok thế là tại vì thật sự là em rất là ngại, nhưng mà tại vì kịch bản như thế mình đâu có phải trốn tránh được đúng không, nên là tạm chấp nhận vậy. Tại sao lại tạm chấp nhận được chứ? Hôm nay mẹ em vì một người đàn ông xấu xa mà tát em. Mẹ em từ trước đến nay chưa bao giờ đánh em hết trơn á. Vậy là vì bị mẹ tát, mày bỏ nhà đi. Đó chỉ là một phần thôi. Còn nữa, mẹ em đã không hỏi ý kiến em, tự ý quyết định và bắt em qua nhà người đàn ông đó ở. Lại còn nghe theo ông ta định bán căn nhà mà do chính tay ba em xây nên. Em với mẹ em cãi nhau và em bỏ đi rồi. Anh chịu thôi á. Chứ mày muốn tao nói gì nữa? Thì ít ra anh có thể hỏi em là tối nay em muốn đi ngủ ở đâu. Tao không quan tâm mày ngủ đâu. Mà bây giờ mày phải về nhà đi. Mẹ mày lo lắm đó. Mẹ em không cần em đâu. Đúng là đồ con nít. Mẹ mày nuôi mày lớn như vậy, chắc hẳn bà là một người biết suy nghĩ. Nếu mà bà có quyết định gì thì cũng là muốn tốt cho mày thôi. Về đi, bà ấy cần mày. Cần em gì chứ? Nếu mà mẹ cần em ấy thì mẹ đã tin em rồi. Đằng này mẹ em đã tin ông ta và cho rằng là em sai. Nếu mà mày nghĩ người đàn ông đó xấu xa, mày càng phải về để bảo vệ mẹ mày. Em không về đâu. Chừng nào ông ấy đừng đến nữa thì em sẽ về. Mày suy nghĩ nông cạn quá. Không nói mày nữa. Mày muốn làm gì thì làm. Tao đi đây. Cái này mua nhà bị thiếu nữa.
Trời ơi, cái gì cơ? Thì như chị nghe không rõ nguyên lời. Thôi, em một lời mời đã được đưa ra. Ý là không phải là gì đâu, mà ý là bảo là ngoài mồm nó thế thôi, nhưng mà thật ra trong tâm bảo anh tối nay về nhà em. Không, ý là nếu như mà ý là em hỏi thôi, thì em chưa biết lúc sau nó sẽ là cái gì. Thôi, mà thì em có thể vậy bà hỏi là anh có họ hàng gì hay không, hay là ý là có cô thích bác gì không, ai biết cái anh lại về nhà vậy. Trong đây bạn bè rất là nhiều, không bạn bè giúp qua nhà Mon ngủ cũng được. Trời, làm người thân nhất là Gina. Tự nhiên đi hỏi Việt Thi, trời ơi. Thì trong phim Việt Thi là Winner thích nhau mà. Càng thích nhau càng. Thôi coi tiếp đi. Đừng nhìn một câu nói. Đây là chị hiểu là em không chỉ lúc nãy là côn đồ này, mà hóa ra em còn mạnh bạo như thế nữa. Trời ơi. Thôi đó rồi. Em bạo quá Việt Thi ơi. Sao Chi? Mong tới chị là tại Khánh Linh đúng không? Ơi trời, chị làm với em nhiều chuyện gì chị hỏi em hoài. Khánh Linh nó có gì để thích không biết nữa. Thì người ta không có gì để thích hết trơn á. Chị ngoài là xinh đẹp, tài năng nè. Nó là một trong tuyệt sắc mỹ nhân làng Thu Thủy, nét xuân sơn. Hoa ghen thu thắm, liễu hờn kiếm xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành. Nói gì nữa? Hey, nói chung là đó, đoạn này là như thế đó. Chắc là Việt Thi đóng chung đoạn này với cả Kenji chắc là cũng đọc kịch bản chắc cũng thuộc ha. Bây giờ là thử thách của Việt Thi là đọc lại tất cả chỗ vừa rồi và tiếp theo của đoạn vừa rồi. Em học bài này mà anh, em mới vừa học. Ok. Nhưng mà để em nhớ ra, em thi lâu rồi. Không. Mình không lý do, mình không lý do, mình đọc trước đi xong rồi mình nói lý do sau. Hoa nghiêng thu thắm, liễu hờn kiếm xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành. Sắc. Một hai nghiêng nước nghiêng thành là gì nữa nhờ? Gì đấy quên rồi. Ý là học sinh giỏi đấy. Từ từ để em nghe lại. Đúng à, là cái chuyện đầu quên. Hoa nghiêng thu thắm, liễu hờn kiếm xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành. Sắc đành đọa một, tài đành họa hai. Rồi tới đó thôi. Ý là Kenji đọc thì em mới nhớ. Đúng không? Okay. Ý là tại em phải lượt theo cái suột đó để em nhớ anh. Ok. Mình tiếp tục ha. Nói gì nữa? Em lố à, làm gì có chuyện đó. Hình như là đoạn này là Kenji quên thoại thật, xong rồi tự nhiên Gina chèn vào à? Không, hình như là quên thật nè. Đó, trời ơi. Tôi biết ngay mà tôi... Nói chung là chúng ta một nhóm, chúng ta nhìn cái biểu hiện của nhau là chúng ta biết luôn. Mình biết hết mà bà này bà định nhắc này nhưng mà bà cứ quên. Cái gu thẩm mỹ của con trai. Đối với con trai á thì Khánh Linh là một lý tưởng của con trai. Nhìn nha, đôi mắt nhỏ. Ngây thơ trong sáng như là công chúa giữa bầu trời xanh thẳm. Mái tóc là nụ cười làm trao đảo biết bao nhiêu là người. Trời ơi, chị cũng là người chứ bộ. Đâu, chị làm thử xem ơi. Ủa, đây là cái gì vậy? Bà cười á. Trời ơi, chị làm như con khỉ lừa xiếc vậy á. Trời ơi, thành viên chung nhớ với nhau không mà em nói gì vậy hả Kenji? Trời sao? Trời ơi. Dạ nhạc luôn. Phim luôn. Dạ, tụi con không có gặp Winner. Sao hả? Winner bỏ về đi rồi hả cô? Dạ, có thông tin gì con sẽ báo cho cô ngay. Ủa, có chuyện gì vậy? Tôi nó bỏ nhà đi rồi. Ủa, sao tự nhiên lại bỏ nhà đi? Tại kiểu ổng gây lộn với mẹ ổng á, xong rồi bốc đồng bỏ đi luôn. Rồi bây giờ phải làm sao? Chị biết được một vài chỗ mà Winner hay đến á, hay là mình chia nhau đi tìm đi. Vậy đi liền đi nha. Cái nhóm này như kiểu là thích cái chỗ ăn này lắm hay sao mà từ hôm trước đến giờ tập nào cũng thấy ngồi ăn ở đây, đúng cái bàn này, đúng cái góc này, không vào trong nhà hay là lên tầng hay là đi đâu cứ phải ngồi ở đây. Tại vì ánh sáng nó đẹp với anh. Okay. Phim cho nó đẹp. Còn anh sao? Trời ơi, để sao đi nữa đi làm sao? Trời ơi, Kenji, em còn cố bóc cho một miếng bằng đường nữa, em có biết em mập rồi không? Kenji, đi lên đi. Thôi. Em là người ngoài cuộc, không phải còn đau giùm mấy đứa đau giùm. Không phải, chị không thể nói như thế được. Em nghĩ là chị chỉ nên nói là em ý dạo này hơi mũm mĩm và chút chất. Sau ý là
những tập phim này thì đóng trước Tết rồi, nhưng mà sau Tết rồi thì em ấy cũng hơi mũm mĩm chung chim chung chim. Đúng rồi. Để như vậy em có xem được cái này thì trời ơi, dạo này em còn ship cặp Kelly đó, trời ơi. Cặp Kelly, chân lý của cuộc đời em. Trời ơi, nó yêu rồi. Thôi, tiếp rồi. Trời ơi. Hey, hello mọi người. Hi Mon. Ok. Ủa, rất fine. Anh đi đâu mà trễ vậy? Làm gì bữa giờ, ngày nào tập đi trễ hết trơn. Mày gắt. Tại nhà tôi có việc. Thôi, để tôi chuộc lỗi nhá. Tôi có mang đến cho mọi người một người. Người nào? Đợi chút nha. Hayley. Sao tự nhiên nói Hayley? Hayley. Hayley à? Nghe gì Hayley? Trời ơi. Bản mặt gây ám ảnh. Một hai ba. Cái gì kiểu là anh đây là ai ấy, đây là ai từ đâu, đây là ai từ đâu? Ý là kiểu cái con này nó từ đâu ra, nó rơi từ trên trời rơi xuống rồi. Những đứa con từ trên trời rơi xuống. Tập 10 đến đây Việt Thi với lại anh Winner và chị Hailey rồi coi như là coi hết rồi, nhưng mà đây chỉ là mình chỉ là reaction vài chi tiết mà mình cảm thấy là kiểu nó gay cứng, nó hồi hộp á. Còn nếu như mà các bạn muốn xem lại thì các bạn hãy lên YouTube và bấm vào La La School tập 10 để mình có thể xem lại những tình tiết gay cứng cũng như là Việt Thi thật là quyến rũ trong bộ phim nha. Ghê quá à. Nhưng mà thực ra nhá, bộ phim này còn rất nhiều cái bí ẩn nữa, nhưng mà phải đến rất sau. Đúng rồi, tập 11. Ok, và đến đây thì chúng mình đã kết thúc số thứ 2 của chương trình Reaction La La School của B336. Mọi người nhớ hãy subscribe kênh YouTube của B336 và cũng như là Facebook nha. Và chào tạm biệt. Bye bye. Peace.